Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin đi vào chuyên mục giải ảo thời sự ngày hôm nay với tiêu đề Vai trò của Phó Tổng thống xưa và nay. Trên The Spectator, giáo sư Charles Lipson có bài nên đọc về Phó Tổng thống xưa và nay trong một cuộc bầu cử. Ngày xưa, người ta dùng ẩn dụ của bình nước tiểu rồi đổi ra ống nhổ. Chứ giờ này đã bỏ vì thấy là hơi thô tục. Thật là tiếc cái bình thổ tả khi tôi nhắc đến một phó tổng thống như Kamala Harris. Khi ấy, à sẽ cãi rằng đó là bình nước đái vẫn còn ấm cho thấm giọng. Liệu Kamala Harris có thoát khỏi vấn đề Hubert Humphrey không? Khi tổng thống không được lòng dân, các phó tổng thống của họ hiếm khi giành được chức vụ cao nhất. Khi tổng thống đương nhiệm không tái tranh cử, đảng thường chuyển sang phó tổng thống của ông ta làm ứng cử viên tự nhiên. Điều đó lại đúng trong năm nay, khi những người môi giới quyền lực của Đảng Dân Chủ đã buộc Biden phải rời khỏi cuộc đua, vì lo ngại ông ta không chỉ mất Nhà Trắng, mà còn đánh bại cả những người Dân Chủ bỏ phiếu cùng với ông ta. Vì vậy, Đảng đã chuyển sang phó chủ tịch của ông để lãnh đạo lá phiếu. Điều đó là bình thường trong thời đại hiện đại. Nhưng đó là một sự phát triển tương đối mới. Điều đó không đúng trước những năm 1950. Sự thay đổi đó đặt ra ba câu hỏi. 1. Vai trò trước đây của Phó Chủ tịch là gì? 2. Tại sao vai trò đó lại thay đổi? Và 3. Tại sao những thay đổi đó khiến cho Phó Tổng thống có khả năng, mặc dù không chắc chắn, sẽ trở thành ứng cử viên tiếp theo của Đảng? Đầu tiên, cho đến thời hiện đại, Phó Tổng thống chủ yếu là người giữ chỗ, với ít trách nhiệm. Công việc chủ yếu là ngồi xung quanh, chờ đợi Tổng thống qua đời. Điều đó đúng ngay cả với những người đàn ông năng nổ như Teddy Roosevelt và Harry Truman. Những người có sức sống và năng lực bị kìm hãm khi họ là Phó Tổng thống và chỉ xuất hiện trở lại sau khi Tổng thống của họ qua đời và họ tiếp quản. Nhiệm kỳ Phó Tổng thống của Truman chỉ khác ở một khía cạnh. Những ông chủ thành phố lớn đã chọn ông vào năm 1944, hoàn toàn mong đợi ông sẽ trở thành tổng thống trong vòng 1 hoặc 2 năm. Họ biết Franklin Roosevelt bị bệnh như thế nào và không nghĩ ông sẽ sống sót qua nhiệm kỳ thứ tư. Họ muốn một người có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 1948. Mặc dù vậy, Phó Tổng thống Truman không đóng vai trò gì trong chính quyền FDR. Khi ông tuyên thệ nhậm chức sau cái chết của Roosevelt, ông phải được thông báo rằng nước Mỹ đang phát triển một quả bom nguyên tử và nó sắp hoàn thành. Ông đã không biết. Ông quá nhỏ bé trong chính quyền Roosevelt, đến nỗi không ai thèm thông báo cho ông, ngay cả khi Tổng thống sắp qua đời. Vai trò bên lề đó áp dụng cho tất cả các phó tổng thống trước thời hiện đại. Nó được ghi lại trong câu trích dẫn nổi tiếng nhất về văn phòng này, được thốt ra bởi một trong những phó tổng thống trước đây của FDR. John Nance Garner nói rằng, công việc này không đáng giá một xô nước tiểu ấm. Câu trích dẫn đó từng bị cắt xén để công chúng sử dụng thành nước bọt ấm. Kể từ thời Garner, thung đã được gỡ bỏ và công việc của phó tổng thống đã tăng lên đáng kể. Vai trò mới, nổi bật hơn này đã ảnh hưởng đến việc Phó Tổng thống chạy đua vào chức vụ cao nhất vào các năm 1960, 1968, 1976, 1984, 1992, 2000 và bây giờ là 2024. Trong mỗi lần đó, đảng nắm giữ Nhà Trắng đã đề cử Phó Tổng thống, hoặc vào năm 1984 Phó Tổng thống cuối cùng của đảng cho vị trí cao nhất. Ngoại lệ là năm 2016, khi Barack Obama bỏ qua phó tổng thống của mình, Joe Biden và gật đầu với Hillary Clinton. Biden đã rất tức giận với cả Obama và Clinton kể từ đó, đặc biệt là kể từ khi Clinton thua. Và tất nhiên, ông ấy nghĩ rằng mình sẽ thắng. Điều gì đã thay đổi trong kỷ nguyên hiện đại khiến phó tổng thống có nhiều khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống tiếp theo? Ngoài những lý do chi tiết được liệt kê bên dưới, có một thay đổi bao quát, công việc của Phó Tổng thống đã trở nên quan trọng và dễ thấy hơn nhiều
khi chính phủ quốc gia phát triển quá rộng lớn. Ngành hành pháp với vô số cơ quan quản lý quá lớn và phức tạp để Tổng thống và một đội ngũ nhân viên nhỏ có thể kiểm soát. Ông cần một đội ngũ nhân viên lớn hơn nhiều và một người chỉ huy thứ hai có thể xử lý bất kỳ nhiệm vụ chính nào mà ông giao. Với vai trò lớn hơn của Phó Tổng thống, có bốn lợi thế lớn để trở thành ứng cử viên tiếp theo của đảng. Các Phó Tổng thống ngày nay có tên tuổi được biết đến nhiều hơn so với những người tiền nhiệm của họ. Sự ủng hộ chính trị từ Tổng thống sắp mãn nhiệm, trừ năm 2016 và có lẽ là bây giờ. Mối quan hệ chặt chẽ với các quan chức được bầu của đảng, các cố vấn chiến dịch và các nhà tài trợ trên khắp cả nước và một cách chắc chắn để khai thác bộ máy gây quỹ của đảng. Điều cần thiết cho các chiến dịch ngày nay. Những lợi thế đó làm tăng khả năng, mặc dù không chắc chắn, Phó Tổng thống không chỉ có thể giành được đề cử mà còn giành chiến thắng mà không cần phải trải qua cuộc chiến sơ bộ gây tổn hại. Các Phó Tổng thống đương nhiệm có thêm một lợi thế nữa, hay đúng hơn là họ có lợi thế nếu chính quyền của họ được lòng dân vào gần cuối nhiệm kỳ như Bill Clinton đã từng. Phó Tổng thống có thể đáng tin cậy tuyên bố một phần thành công đó. Chủ đề thường gặp là tôi không chỉ ủng hộ tất cả các chính sách tuyệt vời này, tôi còn giúp đưa ra và thực hiện chúng ngay bên cạnh Tổng thống được lòng dân. Nếu chính quyền không được lòng dân, Phó Tổng thống không bao giờ thốt ra những lời đó. Đối thủ của ông thì có gắn mác Phó Tổng thống với một loạt dài những thất bại của chính quyền. Đó là số phận của các Phó Tổng thống và những người được đề cử làm Tổng thống sau này, dưới thời Lyndon Johnson, Richard Nixon, George W. Bush và bây giờ là Joe Biden. Joe không giúp Kamala khi ông liên tục tuyên bố rằng bà là người cuối cùng trong phòng đưa ra những quyết định quan trọng. Bất cứ khi nào Joe nói điều đó, Kamala hẳn đang nghĩ rằng ông không giúp được gì. Sự cản trở đó còn phức tạp hơn vì thay đổi là một tình cảm phổ biến trong nhiều cuộc bầu cử, ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tương đối tốt. Nó trở thành chủ đề chính khi mọi thứ đang diễn ra tồi tệ, khi các cuộc thăm dò cho thấy đất nước đang đi sai hướng, như khoảng 3/4 cử tri nói ngày nay. Khó khăn khi thăng tiến từ chức Phó Tổng thống lên phòng bầu dục được minh họa bằng một sự thật đơn giản. Kể từ Thế chiến thứ hai, chỉ có hai Phó Tổng thống kế nhiệm Tổng thống nhiều nhiệm kỳ, Harry S. Truman và George W. Bush. Không ai trong số họ giành được nhiệm kỳ thứ hai. Người đại diện cho những rắc rối này là Phó Tổng thống của Lyndon Johnson, Hubert Humphrey. Ông đã tranh cử vào năm 1968 sau 8 năm Đảng Dân Chủ tại phòng bầu dục JFK và LBJ, khi đất nước bị chia rẽ bởi chiến tranh Việt Nam và xung đột chủng tộc. Humphrey có một số tài sản lớn. Ông được nhiều người yêu mến và rất có kinh nghiệm, cựu thị trưởng Minneapolis và thượng nghị sĩ từ Minnesota trước khi trở thành phó tổng thống của LBJ. Ông thích vận động tranh cử và có tính tình vui vẻ. Mặc dù vậy, ông vẫn không thể thoát khỏi bóng tối của Việt Nam, sự mất phương hướng xã hội sau vụ ám sát Martin Luther King và Robert F. Kennedy và các cuộc bạo loạn đô thị sau cái chết của King. Trong khi đất nước đang hỗn loạn, Humphrey không thể tuyên bố thành công. Ông cũng không thể tách mình khỏi những tai ương của chính quyền. Vào thời điểm đó, một phương tiện truyền thông trung dung không làm được việc nặng nhọc đó cho ông. Những rắc rối như Humphrey thường sẽ nhấn chìm phó tổng thống trong bất kỳ chính quyền không được ưa chuộng nào. Việc chúng không nhấn chìm Kamala Harris, ít nhất là chưa, thực sự là điều phi thường. Mặc dù tỷ lệ thăm dò ý kiến của chính quyền Biden thấp, bà vẫn đang chạy ngang bằng với Donald Trump khi chỉ còn 4 tuần nữa là hết nhiệm kỳ. Tại sao Harris lại có thành tích tốt hơn các phó tổng thống trước đây? Đầu tiên, với việc đất nước gần như chia đều cho hai đảng, Harris có thể giành được một nửa, hoặc ít nhất là hầu hết. Thành phần của các đảng đã thay đổi kể từ năm 2016, và sự chia rẽ đã trở nên cay đắng và mang tính ý thức hệ.
gần như là thần hậu. Bất chấp những chia rẽ đó, Joe Biden không thể giành được phần chia bình thường của Đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận thảm khốc của ông với Donald Trump. Cuộc tranh luận cho thấy một tổng thống yếu ớt, nhận thức kém. Cho đến lúc đó, đội ngũ nhân viên Nhà Trắng và phương tiện truyền thông đã che giấu sự suy giảm nghiêm trọng của ông. Khi cử tri nhìn thấy điều đó, các nhà lãnh đạo của đảng nhận ra rằng Biden sẽ mất chức tổng thống và kéo đảng của mình xuống cùng. Họ đã ném ông ra ngoài, la hét. Lý do thứ hai cho sức mạnh thăm dò của Kamala là khoảng một nửa cử tri không thích Donald Trump. Một số sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Họ thậm chí còn không thích Harris hoặc các chính sách hiện tại, nhưng hầu hết sẽ không. Những người theo đảng Dân Chủ thực sự sẽ đi xa hơn. Họ ghét Trump và đang nỗ lực huy động cử tri. Nhưng vấn đề bầu cử lớn nhất của Trump không phải là những kẻ thù ghét cùng nhiệt. Vấn đề lớn nhất của ông là ông tụt hậu đáng kể trong số những cử tri nữ ôn hòa, đặc biệt là những người có học thức hơn. Trump đã bù đắp bằng sức mạnh trong số những công nhân lao động chân tay. Tỷ lệ người gốc Tây Ban Nha ngày càng tăng và tỷ lệ phiếu bầu của nam giới da đen lớn hơn so với những gì Đảng Cộng Hòa thường giành được. Ông cũng giành chiến thắng trong hầu hết các vấn đề mà cử tri quan tâm. Ngoại lệ lớn nhất là quyền sinh sản. Thứ ba, các phương tiện truyền thông lâu đời đã mê đắm Harris và kiên quyết từ chối vạch trần điểm yếu của bà. Họ muốn bà đánh bại Trump, và điều đó đã được chứng minh. Trước khi Biden bị đuổi, các cuộc thăm dò cho thấy Harris là phó tổng thống không được ưa chuộng nhất trong lịch sử. Ngay khi bà được đề cử, báo chí chính thống đã dành cho bà những lời khen ngợi nồng nhiệt. Bà đã bay lên thiên đường trên đôi cánh của các tiêu đề của họ. Thái độ khúm núm của họ thể hiện rõ qua việc họ không yêu cầu Harris tổ chức họp báo và phỏng vấn dài với các nhà báo nghiêm túc. Thay vào đó, bà thỉnh thoảng gặp những kẻ nịnh hót, trong khi các nhà báo im lặng khi bà đi vận động tranh cử và đọc các bài phát biểu từ máy nhắc chữ. Tuần trước, công nghệ đó đã phản bội bà. Máy nhắc chữ của bà bị đơ ngay sau khi bà nói, còn 32 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Thay vì nói bừa, bà chỉ có thể lặp lại 32 ngày cho đến khi các trợ lý của bà sửa xong máy. Đó là một màn trình diễn đáng xấu hổ, một khoảnh khắc của Ron Burgundy. Các phương tiện truyền thông đã đến giải cứu cô. Họ bỏ qua câu chuyện. Trái ngược với các tiêu đề mỗi lần George W. Bush nói sai. Harris cũng đã vụng về trong các cuộc phỏng vấn bóng mềm khi bà không thể trả lời những câu hỏi cơ bản, như những hành động đầu tiên bà sẽ thực hiện với tư cách là Tổng thống. Bà chỉ có thể nói rằng bà được nuôi dưỡng trong một gia đình trung lưu. Các phương tiện truyền thông cũng nắm bắt được những lời phóng đại và sai lầm liên tục của Trump. Sự thiên vị là một trợ giúp lớn cho chiến dịch của Harris. Tuy nhiên, Harris đã thể hiện tốt trong lần xuất hiện trước công chúng quan trọng nhất của chiến dịch và sự nghiệp của bà, cuộc tranh luận với Donald Trump. Câu trả lời của Harris đêm đó rõ ràng và mạch lạc, và bà đã thành công trong việc khiến Trump tức giận và tự luyến. Ông ấy đã tự làm mình bị thương nặng. Nếu thua, ông ấy có thể nhìn lại đêm đó. Chiến lược tiêu cực của Kamala là tránh các cuộc phỏng vấn nghiêm túc, ngẫu hứng vì sợ rằng bà sẽ không làm tốt. Chiến lược tích cực của bà là tự miêu tả mình như một người ngoài cuộc, một con tàu của sự thay đổi. Việc bà, một phó tổng thống đương nhiệm trong một chính quyền không được lòng dân, đã xoay sở để tự bán mình theo cách đó thực sự đáng chú ý. Với sự giúp đỡ của một phương tiện truyền thông nịnh hót và rất nhiều quảng cáo trả phí, bà đã xoay sở để đóng gói lại bản thân với nhãn hiệu mới và cải tiến. Quan trọng không kém, bà đã xoay sở để làm điều đó, mà không cho cử tri thấy những gì thực sự bên trong hộp mới, cải tiến. Hoặc giải thích lý do tại sao nội dung lại khác biệt nhiều so với các lập trường cực tả của bà vào năm 2019-2020 khi bà tranh cử tổng thống. Chúng ta sẽ không biết nhãn hiệu mới,
dễ chịu của Kamala thành công như thế nào cho đến khi kết quả bầu cử đổ về. Nhưng vị thế ngang ngửa hiện tại của bà trong các cuộc thăm dò cho thấy bà đã đạt được rất nhiều thành tựu. Bà đang làm tốt hơn hầu hết các phó tổng thống đang tranh cử cho vị trí cao nhất và tốt hơn nhiều so với những người bị kéo xuống bởi số liệu sai đường cao của chính quyền của họ. Thành tích vượt trội của bà là lý do tại sao cuộc bầu cử là một cuộc đua, không phải là một kẻ thua cuộc chắc chắn cho vị trí số 2 trong một chính quyền không được ưa chuộng. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.